Vâng, chào quý cô chú anh chị và các bạn đang chọn xem clip của Pháp Thái TV. Thì hôm nay quay trở lại vườn của anh Ngô Xích. Đây là cái biển hiệu hoa kiển Go Hân nha cô chú anh chị. Thì mình sẽ để cái số điện thoại trên màn hình. Vườn của anh chuyên cung cấp các loại hoa kiển, gồm có cây giống và đặc biệt là trong vườn thì có 3-4 loại sọc rất là đẹp. Thì hôm nay mình muốn đến đây để chia sẻ, gửi tới bà con xem. Vườn thì bà con gần đây thì có thể liên hệ đến vườn để mà cần những cái cây giống mình thích ha. Đây, rất là nhiều loại cây giống hoa mẫu đơn và các loại cây kiển nha cô chú anh chị. Và đặc biệt mình vô mình sẽ chia sẻ những cái dòng sọc đột biến trong vườn, rất là đặc biệt luôn. Tiếp tục trong vườn thì có rất là nhiều loại mỹ vàng chanh và mỹ vàng nghệ. Thì cái dòng mỹ vàng của anh nó đặc biệt, nó khác những cái dòng mỹ vàng kia, đó là lá xoắn nha bà con. Đây, lá xoắn như thế này thì cánh màu vàng chanh rất là đẹp luôn. Đây, vàng chanh rất là tuyệt vời, cây rất là sung luôn. Lô này thì cây trưởng thành này, trên thần trên chậu nha. Đây là mỹ vàng chanh lá xoắn. Thì mình sẽ đi vào trong để xem những cái gốc phôi, lá nhỏ, lá lớn, lá trung đang ghép những cái dòng sọc như thế này. Đây, những cái phôi đỏ nhung lá lớn ghép những cái bo sọc rất là đẹp luôn. Đây, phôi chanh trắng. Thì ví dụ như anh em bà con nào thiện chí thì có thể liên hệ chỗ anh cần những cái phôi như thế này để ghép những cái dòng sọc đột biến. Quá xá luôn rồi, gốc đỏ lá nhỏ một cốt rất là phê luôn. Cây này vô thế bonsai. Và đây là cái hoa vàng sọc bến tre, thì tí xíu nữa mình sẽ giới thiệu cho bà con xem ha. Đó, nó đột biến ren. Còn đây là cái dòng vàng sọc đời đầu nhưng mà ghép vô cái phôi đỏ nhung. Thì cái dòng này hiện tại thì cây giống thì nói chung là hết rồi, và bo thì cũng còn. Thì ví dụ như bà con nào thích thì cứ liên hệ chỗ anh sẽ chia sẻ ha. Vàng sọc đời đầu, nhưng mà cái dòng này mình đi làm clip thì thấy những cái hoa khác thì cánh của nó thon và nó dài, nhưng mà cái dòng của anh thì cánh nó rất là to nha quý vị. Cánh rất là to và rất là sung, cây rất là sung luôn mà. Cánh to dày rất là đẹp luôn, vàng sọc đời đầu. Đó, chung với cái dòng bốn mặt hoa ha. Nè, chia ra bốn mặt hoa, nhưng mà cái dòng này là giá trị nhất, hoa đẹp nhất và sọc rõ ràng nhất. Đây là những cái phôi ghép vàng sọc bến tre, đỏ sọc các kiểu. Đó, và mình chơi bonsai thì mình tìm những cái phôi như thế này nè, phôi đỏ nhung lá lớn á, tại vì cái nhựa nó rất là mạnh nên nó đẩy rất là nhanh, thì mình ghép vô, ghép vô để mình tạo các kiểu dáng, rồi kèm theo là các kiểu của cái dòng sọc. Đó, cái phôi này rất là giá trị luôn, là ở chỗ nó quái và nó già. Thì như mình đã chia sẻ rất là nhiều clip á, thì vườn của anh thì có 3 cây thuộc sọc, đó là vàng sọc bến tre, rồi mỹ vàng sọc và cái dòng sọc bốn mặt hoa. Đây, đây là mỹ vàng sọc. Cánh thì trên một cái cây mẹ thì nó có thể chia ra, cây này là cây đột biến, cây mẹ. Và thường cái dòng mỹ vàng sọc lá xoắn này thì anh sở hữu được một cái cây mẹ, cây riêng như thế này. Trong một cái cây thì nó biến thể ren thì có khi là một nhánh là nó lên mỹ vàng chanh như thế này. Thì mình cũng rất là làm những cái clip rất là nhiều rồi, chia sẻ vườn của anh thì mình sẽ chia sẻ liên tục để bà con xem được một cái độ hoa bà con dễ cập nhật và dễ theo dõi ha. Đây là một cái bệ trong đó có mỹ cam sọc nè, mỹ vàng sọc, rồi mỹ cam các kiểu. Đây, như cái hoa này nó lên sọc nè, một cây mà nó ba mặt hoa, bốn mặt hoa luôn bà con thấy ha. Thì thường cái dòng mỹ vàng sọc này thì cái lá nó xoắn, nó thon rất là đẹp luôn. Đây, như mỹ cam nè, mỹ cam này là nó lai qua đỏ luôn rồi, đỏ tươi luôn. Cái cuốn nó đỏ tươi luôn, chỉ có một nhánh bên này, bên kia thì nhánh bên này thì mỹ vàng, bên này cũng mỹ vàng luôn, mà cái bệ này nó rất là to nha quý vị. Cánh nó như thế này nè,
thì tí xíu nữa mình sẽ ra ngoài sau mình chia sẻ cho bà con xem những cái nguồn cây giống cây chiết từ trên cây Mỹ vàng sọc như thế này. Đây, đây là hồng sọc vườn của anh. Thì hồng sọc này cây giống sẽ có cái nguồn để cung cấp gửi tới bà con nha. Đây, một cái cây hồng sọc rất là sung luôn. Bà con xem cái cánh hoa nó to như thế này và cây tược nó lên rất là sung. Đó, một cốt ha. Thì những cái thân như thế này thì mình có thể mình chiết ra nè. Đây. Đó, và đặc biệt vườn thì có đóng thẻ chì ha. Mình tí xíu nữa mình sẽ lấy chia sẻ cái thẻ chì và sau này nếu như bà con anh em nào thích thì mua cây giống hay là bất cứ cây ghép bo đặt anh ghép thì anh có thể bấm chì được. Nói chung là giống như bảo hành vậy đó. Sau này mà ví dụ như mà nó có trục trặc về cái khâu mà không ra sọc thì cứ liên hệ nếu như còn cái thẻ chì trên cây nha. Đây, quá đẹp luôn bà con ơi. Thì nếu như mà yêu thích và đam mê mẫu đơn thì nhìn những cái loại sọc này nó rất là bắt mắt và rất là đẹp. Thì nó đột biến từ cái ren cái cây thường mình, những cái dòng trang mẫu đơn của mình đó, nó đột biến nó mới có ra được một cái cây sọc như thế này. Do chủ yếu là cái nguồn ren nó đột biến, giống như lan cũng vậy, cũng có cây đột biến. Đây, như cái phôi này nè, phôi này là vàng cam đỏ cam vậy nè, phôi rất là già luôn, nhìn giống như một cái con quái thú. Cái này đóng vô những cái dòng sọc đóng vô những cái dòng sọc vô thì được rất là ok luôn nè. Và trước mặt quý vị đó là một cái cây vàng sọc Bến Tre, hoa đang lên hoa và có búp. Thì mình sẽ chia sẻ cái mặt hoa gửi tới bà con. Và nếu như cần bo hay cây giống từ hai mắt lá trở lên, cây trưởng thành cũng có chia sẻ cho bà con. Do cây này anh đang xử lý để lên một cái bồn nên chùm cái gốc. Thì chủ yếu là một cái mặt hoa thôi. Thì khi mà mình chia sẻ về cái dòng hoa thì ai cũng vậy, khi mà mình chia sẻ cái nguồn cây giống thì trong vườn mình ít nhất là phải có một cái mặt hoa của mình chính chủ, để bà con tin tưởng và có được một cái mặt hoa để mà yên tâm vững cái vàng cái niềm tin để mình chơi. Đây, vàng sọc Bến Tre. Tại vì mình cũng xin nói luôn là cây này là nó đột biến ren từ một cái cây vàng lá trung nó lên sọc như thế này. Và nguồn gốc cái cây này thì khi mà mới phát hiện ra thì nó ở Bến Tre nên người ta gọi là vàng sọc Bến Tre nha bà con. Nè, hoa nó như thế này cận cảnh ha, nét rất là nét luôn. Đó, cánh hoa dày to rất là sung nha bà con. Thì khi mà những cái loại sọc bà con biết cái độ trùng màu thì nó khác, còn cái này là hai màu nó chọi nhau nên nhìn một cái nét sọc nó rất là lộ diện, rất là rõ luôn. Do cái nền thì màu vàng nó chạy sọc đỏ nên nhìn cái hoa thì nó rất là đẹp, cái vẻ thẩm mỹ nó rất là ok luôn. Đây, cái hoa nè, sọc nè, còn thấy lên một cái màu đỏ huyết rất là đẹp luôn, đến một cái búp nó cũng chạy sọc luôn nha bà con. Đây nè, thì cây này thì một cốt thì cái giá trị nó về thương phẩm thì nó rất là giá trị rất là cao, nên có được một cái cây sọc như thế này và đột biến ren thì nói chung là một cái vấn đề sở hữu, một cái vấn đề là cây thì rất là hiếm ở trên toàn thể đất nước của mình. Theo như từ trước giờ ở miền Tây mình đi làm clip thì những cái cây con cây giống thì có, tại vì mình một cái thời gian mình chăm sóc và mình nhân giống ra. Đây là một cái cây mẹ. Những cái dòng đột biến này thì thường mình lấy ra từ những cái cây mẹ mình mới gầy giống ra. Và trong vườn thì như những cái clip trước thì vàng sọc và Mỹ vàng sọc. Đây, Mỹ vàng sọc. Hoa này thì nó lên màu chạy sọc rất là đẹp luôn. Đó. Thì quý vị nào mà có ở gần ở vườn về mình muốn đến đây mình xem tận mắt và mình muốn giao lưu tận nơi để mình lựa chọn những cái cây sọc như thế này. Đối với những cô chú anh chị nào, anh em nào mà yêu thích ha, thì mình có thể đến vườn để mình xem. Đây, Mỹ vàng, hoa nó như thế này, nhìn rất là đẹp. Bên này thì Mỹ cam sọc. Đây, cây này rất là duyên luôn, do cái hoa của nó nè. Đây, Mỹ vàng. Yeah, thì trong vườn này thì cũng trên bồn cây rất là sung, hoa thì rất là đẹp, hoa cái nào cái nấy to đùng luôn. Đây,
mà còn thấy ha, như bốn cái hoa mà nó lên sọc như thế này nè. Tại vì cái dòng sọc này hổng gài, theo như mình chia sẻ thì có cái loại cánh bầu và có loại cánh tròn và có loại cánh nó cũng bình thường, nó hơi nhọn, nó hơi dài. Đây lô này màu vàng mà nó lên sọc như thế này thì nhìn quá bắt mắt luôn bà con ơi. Một cái cây hồng sọc, cái hoa nó to chản luôn, anh trồng xử lý rất là sung đó. Đây hồng sọc nè, tại vì cái hoa này nó tàn rồi nên cái độ nét thì nó cũng vẫn còn, nhưng mà nó không có bằng cái hoa nó tơ, nó mới nó giống như là nó ở giữa cái độ kỳ của cái cây á, nó rất là nét. Đây sọc rất là sung luôn, quả xá rồi bà con ơi. Đây mình qua đây mình cũng chia sẻ như cái dòng Mỹ vàng sọc của anh thì nó hơi gườm gà, nó hơi vấn đề, nó hơi khó. Con cái là như một cái cây, đây mình xin chia sẻ nè, đây là một cái nhánh nha, chung một nhánh nha bà con. Và lên đây thì Mỹ vàng sọc nè, bên đây thì chung một nhánh luôn, Mỹ vàng sọc luôn. Cánh này thì cánh bầu nè, cánh này cánh bầu nè, to. Và bên đây thì lên Mỹ vàng chanh, đặc biệt Mỹ vàng chanh không có sọc nó, nên cái dòng này nó rất là đặc biệt ở đây, giống như là một kiểu cây có 102 á. Này Mỹ và Mỹ cam sọc nha bà con, cây như thế này, cái này cam sọc mà nửa vàng sọc, nói chung là các kiểu luôn nè. Mỹ vàng thường á, mình đến vườn mình tận mắt mình xem á, mới thấy được cái vẻ đẹp. Thì giống như mình đam mê thì mình đi, mình lúc nào mình cũng muốn chia sẻ và gửi đến quý vị xem những cái nguồn hoa mẫu đơn. Nói chung yêu hoa mẫu đơn rồi thì phải chia sẻ gửi tới bà con xem tham khảo. Ví dụ như ai yêu thích thì có thể xem, và không yêu thích thì có thể xem như đó là một cái video để mà tham khảo và xem cho vui ha. Đây gốc trang này là trang trắng, bể rất là già. Và trong vườn thì bà con thấy có một cái dòng Dubai mà nó ra sọc luôn. Đây hôm nay mình giới thiệu tại cây này thì có dịp đến đây nhưng mà con cái là nó chưa có hoa. Bữa nay thì nó có hoa, nó lên sọc như thế này nè, cái màu cam cam và hường hường rất là đẹp luôn. Đó, Dubai sọc, cánh nó như thế này nè, phải nói thiệt đẹp cực kỳ. Đây đó, cái cây này thì khi mà mình lên máy thì nó như thế này, quý vị đến tận vườn mới thấy được cái vẻ đẹp. Nó chạy cánh nhìn rất là mê luôn, cái màu nó phải nói là nó tuyệt vời luôn nè, rất là nét nha, ở ngoài rất là nét quý vị. Cây giống thì cũng có thể là có cho bà con luôn, có luôn. Đây không gậy thì anh cũng đã nhân giống ra để chia sẻ, san sẻ cho bà con nào yêu thích. Đây sưu tầm ha. Đó, cái cánh nó rất là dày nha bà con, và rất là bự, rất là to. Nguyên một cái lô sọc, trong đó cũng cái hoa sọc luôn, thì mình sẽ vô mình cũng chia sẻ với bà con. Phải nói yêu hoa rồi thì mới biết được cái vẻ đẹp và nâng niu cái giá trị, còn những ai mà không đam mê thì nói chung xem để tham khảo. Đây như cái dòng này vàng sọc đời đầu mà anh ghép trên một cái phôi nè, bà con thấy, mình sẽ quay cận cảnh ha nè. Đó vàng sọc, cái nền chính giữa thì nó màu vàng, nó ở ngoài nó chạy sọc chính giữa là màu đỏ đó. Đây bên này cái búp nữa nè, lô này thì rất là sung, lá bản rất là to, phôi thường ghép những cái cây sọc vô thì phôi rất là già. Và đây là cái lô hồng phấn cây giống, bà con nào muốn mua để mà về trồng thì có thể liên hệ luôn. Và mình cũng quay thì cũng đi vòng cứ trở lại một cái trạng thái ban đầu, đó là cái cây vàng sọc Bến Tre rất là nét. Và cái clip hôm nay đặc biệt đó là giới thiệu tới cái cây giống và bo để cung cấp cho bà con ha, đều có đóng thẻ những cái mặt bo hết đây. Và nó lên một cái màu phải nói là tuyệt vời, rất là nét luôn. Đây quá xá luôn rồi, cái hoa này là hoa tơ nè, mới nở đó. Mỗi cái cánh hoa đều rất là nét chạy sọc. Đây cái này cánh bầu nha bà con nè, sọc cái dòng cái cánh này cánh bầu luôn. Đây búp nè, mình cũng xin chia sẻ lại một tí xíu về cây vàng sọc này.
Thì những cái bo này thì thường á bà con ghép mình thường á, ví dụ như cái giá trị ở chỗ là cái cây rin là gì, cây rin là cây con á, thì mình sẽ cắt nhánh này mình dâm ra để được một cái cây con. Còn ví dụ quý vị nào mà không có điều kiện á, thì mình có thể mình mua một cái bo, một bo là một mắt lá như thế này, để về mình ghép vô một cái cây nó sung giống như trang trắng hay là cái phôi nào nó sung, để nó đẩy nhựa lên cho mau phát triển ra được một cái nhánh dài như thế này. Thì một thời gian bà con sẽ cắt ra dâm, còn nếu không á, thì mình chiết nhánh để tạo thành một cái cây rin. Thì thường cái cây ghép nó không có bằng cái cây rin là ở chỗ nó không được nguyên thủy, nó sống trên một cái cây khác đó, nên cái giá trị nó ở đó. Thì mình thường mình đi làm clip á, thì mình thấy mình chia sẻ như vậy. Đây, như cái cây này bà con thấy không, vàng sọt bánh tre anh ghép vô đây, những cái phôi này nó rất là sung nè. Do cây nó chưa có sung lên nên cái độ bo và cái độ hoa nó không bằng trên một cái cây sung. Đây, rất là nhiều luôn nè. Này là hồng sọc nha bà con đó, hồng sọc. Bên kia thì cây này là vàng sọc và cái cánh rất là đẹp luôn. Ở trong vườn anh nhập về rất là nhiều cái phôi, những cái phôi giá trị, phải nói là phôi hàng khủng không à, để về mà đóng những cái dòng sọc vô cho nó mau phát triển để cung cấp gửi tới anh em bà con. Rồi quý vị nào xem, đây là một cái cây vàng sọc bến tre mà một cốt lên thẳng đứng như thế này và đang chờ hoa. Cây rất là sung. Này bà con thấy lá nè, do nó cao dồi dợi luôn, cỡ tầm khoảng 2 mét, nên mình đứng mình quay cái đọt không tới. Thì cái này anh cũng đang xử lý chờ hoa. Thì lúc trước có một cái cây vàng sọc như thế này một cốt, và một anh ở Sài Gòn đó chia sẻ đó. Đây, cây này hứa hẹn ra màu hoa thì rất là sung luôn, và cái độ nét thì rất là ok luôn các bà con. Nó nè, đây đặc biệt cái dòng này mình muốn chia sẻ tới bà con, đó là cái lá, từ cái lá nó cũng chạy sọc luôn. Đó, đặc biệt cái dòng này đây, bà con sẽ thấy nó lên một cái viền đỏ như thế này nè, cái lá non. Thì cái cây mà nó đột biến, nó đổi ren đó, thì từ cái hoa, và đặc biệt những cái dòng khác thì mình chưa có nghiên cứu đó, thì nhưng mà cái dòng vàng sọc bánh tre này thì từ cái lá luôn. Đây, cái lá nó chạy sọc như thế này nè, nó bị giống như cái màu xanh, rồi nó pha lẫn thêm một cái đỏ nó chạy trong á, cái màu đỏ, cái lá và cái nên vì chỗ đó cái hoa nó cũng sẽ đột biến đổi ren. Đây, vàng sọc mà bà con thấy nè, hoa rất là nét luôn nha bà con, quá xá đẹp luôn rồi nè. Cánh rất là dày và đặc biệt rất là sung. Rồi cái lá thì cái độ lá thì nó, bà con thấy nó cũng không to gì mấy, nhưng mà cái hoa, đặc biệt cái hoa rất là to luôn nè. Cái ngón tay của mình đưa vô cái hoa nè, còn dễ hình dung ha. Thì ví dụ với bà con nào thì cần cái loại này bo, thì hay là gần ở đây, ví dụ mình thích thì có thể lại chia bo, chia những cái nhánh như thế này mình về mình nhân giống ra. Còn cây giống thì hiện tại bây giờ anh đã chia sẻ cho bà con cũng hết rồi. Đó, đây nguyên cái khu vườn toàn là sọc không. Đây, và hôm nay mình cũng xin giới thiệu luôn, đây là những cái cây này thì được đóng bo vô và sẽ rút bấm chì giống như lan như thế này để đảm bảo được một cái giống như chính chủ và cái thương hiệu của vườn, để sau này có thể xử lý về cái vấn đề trục chặt về cái kỹ thuật của hoa. Cái bệ này thì rất là khủng, và vô một cái chậu này là chậu gốm quan đó, bệ bà con thấy nè. Anh đóng vô đây là nó không có bị, sau này không bị nhầm lẫn giữa cái vườn hoa đó, bo nè, đóng vô cây rất là sung luôn nha bà con. Thì mình tới đây thì anh cũng mới vừa xong hoàn thiện những cái phôi trang trắng. Cái này là phôi trang trắng và cắt để mà giật lại, để mà mình làm một cái thế bonsai lên cái chậu đôn như thế này. Mai mốt ghép sọc vô thì nó ra rất là sung và rất là giá trị. Đây, như phôi này là trang vàng lá trung, lên một cái thế bonsai, tác phẩm bonsai, và tủ những cái rêu như thế này nhìn rất là giá trị, rất là đẹp. Sau này hoa nó lên, sọc nó lên, mình ghép vô thì rất là ok. Đây, một cái phôi nữa nè, quá xá luôn rồi, một cái bệ.
Và như bà con quý vị biết rồi ha, thì cây giống tầm như thế này thì mỹ vàng sọc, vàng sọc đại đầu và hồng sọc các kiểu đều có cây con cho bà con ha, tùy theo bà con lựa chọn liên hệ chỗ anh nha. Đó, đây cây như thế này và cao hơn cũng có luôn, một cái tác phẩm bonsai trên tiểu cảnh nè, thả cá, đó là mỹ vàng. Và cũng xin chân thành cảm ơn quý vị đã xem cái clip mình chia sẻ giới thiệu cái vườn hoa mẫu đơn cung cấp cây giống và các loại mẫu đơn ha quý vị. Thì do một cái thời lượng phát và thời tiết cũng không ủng hộ nên mình sẽ tạm ngưng cái clip và sẽ trở lại vào một cái ngày gần nhất để chia sẻ theo cái vườn của anh. Thì đây là cái dòng vàng sọc Bến Tre nãy giờ mình chia sẻ ha, cây giống và cây mẹ hoa chính chủ của anh sẽ cung cấp gửi tới bà con. Và đây là một cái vườn đáng tin cậy để mình có thể đặt cây giống và liên hệ chỗ anh để mình trao đổi. Và mình khi mà mình chơi một cái hoa thì có hoa trên cây và kèm theo đó là một cái dòng hoa rất là đẹp, thì mình cái vấn đề này an tâm, khỏi phải sợ về cái vấn đề sọc nó như thế nào, hoa nó có biến đổi như thế nào. Thì đây là một cái dòng phải nói là tuyệt vời. Cảm ơn quý vị đã xem cái clip của mình chia sẻ gửi đến. Thì hôm nay có dịp làm một cái clip, mình thấy được một cái cây sọc Bến Tre nó đẳng cấp như thế này, nó đẹp như thế này, và gửi tới quý vị xem để tham khảo và tin tưởng một cái dòng sọc đột biến rất là tuyệt vời. Thì mỹ vàng sọc các kiểu luôn, hồng sọc, vàng sọc đại đầu. Vàng sọc đại đầu nó chung với cái dòng hồng sọc, hường sọc, dòng bốn mặt hoa nghe quý vị. Là cái cây sọc đại đầu thường anh em kêu á. Đây mỹ vàng sọc rất, nhìn rất là mê luôn. Mỹ vàng sọc mà cái hoa này nó lên đỏ rất là đẹp. Thì cuối clip mình cũng xin kính chúc cho bà con thay mặt nhà vườn của anh Ngô Xích gửi lời trân trọng cảm ơn đến bà con đã xem clip và xem tham khảo một cái vườn gồm nhiều sọc như thế này. Nếu như bà con yêu thích thì có thể liên hệ chỗ anh để có được cái nguồn cây giống và cây trưởng thành như thế này gửi tới bà con xem để có được một cái niềm đam mê yêu hoa kiển. Trân trọng kính chào và hẹn gặp lại vào những cái clip tiếp theo nha bà con.